Chưa sợ đi chứ xong quay về lên ấy siêu thị nha. Đây ông ạ. Vâng vâng. Đông đông ra cầm cái túi bỏ vào đây cái. Đi ra nghĩa trang phải không? Tranh thủ hai con ra đấy tí. Chưa. Rồi. Bà nội bảo bận ở nhà. Nhà có đông đi đâu. Thôi thôi bà bảo bận. Ông cứ bảo tôi ở nhà thôi. Bà đi thùng đông mới đưa cho ông ngủ lại đi tiếp đằng kia. Ông cháu biết đường mà. Ừ, bà cứ bận chưa đi cháu biết đường. Không bác bận đi đâu. Không hay là bà cho đi. Bà ra mình thắng ra xong rồi đưa ông bà về đây xong rồi mình nhờ lên trên kia. Hả? Có sao? Không. Không, đây mình vẫn vào đường đấy. Mà. Vẫn về đường này xuống đây này. Đây về chỗ cây xăng này này. Xong là mới chéo lên mà đằng kia nó trong thành phố kia. Đi ra cái xong thì chạy xe. Đấy nếu bác không bận thì bận gì đâu ông? Vâng, thế đi ạ. Đi đi bạn ông ạ. Vâng, rồi. Dụ đi. Thế, bạn. Nhưng xong vẫn xong quay về đây đúng không? À đúng không? Vâng. Quay về đây. Không biết giờ đi. Dạ cây không? Nướng này. Nướng còn món cháo cả. Nếu có đồ thì cho cái cháo. Vâng vâng. Nếu mà bà cho thôi. Có đồ thì cho vào kia xương còn nút cháo nhá. Không nghịch nhá, không nghịch. Không được. Đấy. Nhưng mà cứ đợt em mới xuất thế. Đã được một món chín đây rồi. Đấy. 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 Đã được một món chín ra vớt ra lời rồi. Thế chả cái canh vịt thì được ông gì nữa? Không. Thế là ông luôn kêu kêu là ông hai thắng. Ờ. Vịt là ông đủ. Chơi với anh một tí không thì bố quay về. Nên ra đây tí thôi. Rồi tí nữa bố cái đèn. Thôi. Bám, bám bố. À rồi. Thế gọi cô tí đi cùng không? Cô tí ở đây nha, cứ bắt qua lại nha. Ở đây chơi nha. Chơi với các chị này. Rồi thế. Thế đấy. Thế còn có cục bạn. Rồi, có bạn cơ. Đấy. Hôm nay nắng ấm. Xe này bên kia. Xe bên kia. Vâng, đi ra để em ghi hình thế. Ai xe này à? Đây là sao bác? Cái... Chị! Ở đây cây nó còn vào áo dây rồi bác. Mình đi trước đi. Bác có bỏ cái bật lửa vào đấy chưa? Kia rồi ạ. Thế ạ. Đấy, phải dọn dẹp cái ghế vì các cháu nó ngồi. Nó ngồi trẻ con mà. Trẻ con nó ngồi. Nó không. Ở
Đấy. Hôm nay nắng quá thật đấy. Ngày nay mà đi bầu thì nắng quá. Ngày hôm nay mà không thịt dê thì chắc là đi sớm thì chết. Bầu nắng lắm bà. Năm nay tự nhiên thế này chứ còn những năm cái bầu treo rốt này là mưa bà. Mưa lạnh lắm. Năm nay lại nắng. Hôm nay lại nắng không? Hôm nay nắng quá. Năm nay chúng em sang đây để tránh nắng mà. Thế đấy đi này. Cái đúng là bà này. Ai mà đi sang để tránh nắng. Vâng. Về là vẫn phải bị đấy. Ở chỗ kia có tay lại. Vâng. Thế ạ. Vâng, lúc em Huyền về nó dốc. À thế ạ. Từ chỗ này thôi chó. Chỗ này nó đi chậm. Đúng rồi, không à, không có chuông. Tắt, đêm tôi tắt. Ông ơi có wifi. Ông từng tôi bị mấy lần rồi, Nam và 4 phải tắt đi. Thì nhiều lần rồi, ở Việt Nam là gọi sang bên này. Người ta không biết giờ giấc. Là người ta gọi. Gọi sang 3 giờ sáng người ta gọi. Gọi sang bên này 8 giờ sáng rồi. Đây này, lúc này ở chỗ. Cứ chạy thẳng từ đường này qua đúng không? Đúng rồi. Cứ chạy thẳng đường này đúng. Con cứ chạy thẳng đi. Sáng ngày đi lúc đi ngoài đường lúc về bị lạc đường khác đấy không hút ạ. Google. Tiến với Bắc Việt đi mãi rồi đấy. Lúc ông Bùa đi qua về chỗ nhà em vợ Tú đấy, Tú vào chơi. Thế nhưng mà lại đi lệch đường. Lệch đường. Đúng rồi, nhàn, nhạt bao nhiêu. Có hết rồi đấy. Thế người ta hiện 7 giờ có mặt thì còn 9 giờ nó còn đi nghỉ mát. Đấy. Thế có ngã tươi con đường luôn xe thì trái nhá. Đấy đi ghé theo đây đảo đấy kia rồi. Đấy. Thế 8 rưỡi Việt mới ở nhà mới không đi chứ bà. Vâng. Muộn quá. Trong đầu gọi 8 rưỡi gọi nó bảo là nó ngủ quên. Ờ. Lên nó bảo, em nghĩ là chả bao giờ Tiến sẽ đi được lúc 7 giờ. Lên nó bảo tôi hẹn 17 giờ xong giờ mới lên giờ là thì nó ngủ muộn quen rồi. Đi rồi, tầm đấy thì nó cũng ngủ rồi. Mà có lên chậm tí nữa nó đi mất là chẳng lấy được thì chẳng mua được. À. Chậm tí nữa nó đi chả có. Thật. Đang chuẩn bị cứ đi. Là nó làm đường xong chưa? Còn chưa xong vòng không còn ai. Đấy. Đây họ làm cái nhà này cũng đẹp. Nhà này đẹp đấy. Vâng, nhà thật cốc đẹp. Ngoài này là, à, là nghĩa trang của cả thành phố hả bác? Vâng. À.
Thật. Xong về này đi, xong về thì này. Nó hoạt động đến tận 9, 10 giờ đêm. Văn bản hôm nay là tại là Tiến thôi, bảo không nhận muộn quá bà nhờ. Còn đi đúng lấy về sẵn là xào xáo. Ngày rồi là đi thôi, gấp sẵn rồi về. Chương trình được ở đây không? Vâng, cũng là gần. Nhưng mà cánh Tiến nó không cài Navi, nó dùng Google. Con nhiều hơn bác bỏ triệu ạ. Bây giờ nó còn thế thôi mà bà. Những năm trước là 4-5 nghìn cân nhỏ bé, còn con bé vậy nó có 3-4 con nữa mà nhưng nó bé thế mẹ đấy, phải giờ Tết lại mới lại to thì còn có thêm con nữa. Nó bảo tao bán nhiều tao trả thêm mày lên đấy. Cho 2 năm nghìn cho ông ngoại đi bảo mày giữ cái tây nhiều thế, nhưng mà đừng ngon lắm được lấy không, nó bốc 4 cân, khoai khoai bàng ngon, leo leo, đâu cái này nó mới nuôi được con này, còn trên đúng vào đến dưới chân núi. Đói. À đây là xây tường đại nha. Xây tường đại đi trước này à? À vẫn đưa cái bãi đây luôn. Qua qua này. Đây là đâu rồi? Đây, đó rồi. Cái cổng chính để xem ấy chứ. Sau đó sẽ bên kia. Chúng nó ngồi chơi cùng nhau mà cứ đòi đi bảo nó. Nói bảo lắm gì đâu. Là bảo bố. Rồi đã đến nơi rồi. Bên này được cứ mở 2 cửa nhỉ. Không. Mình chỉ có 1 thôi. Thế nhưng mà nó tùy loại xe. Đúng rồi. Loại xe như của nhà Việt thì mới là đúng. Đấy, thế thì đó. Đơn giản. Đơn giản.
Trước thì muốn vào trong ra đi rồi. Rồi. Có ông nọ xem ảnh cháu kêu rồi. Đấy, đây là chú. Ông quên rồi. Thật, trung tâm nghĩa trang thành phố. Cái bờ tường đây kia. Không, nhưng mà đi đây nó vô cả. Tôi nghĩ cái bờ tường đằng này. Trước đi cổng. Thật. Nói. Đi cổng đằng kia. Đây là từng ngôi, từng ngôi. Đấy. À đấy ạ. Rồi. Đây có nhiều cây nhỉ. Ở mình kiêng cây. Cây này đẹp nhỉ. Ông cắt tỉa. Ông cơ múa. Đây. Kia đường tường con ạ. À, đấy, đây, đấy, hôm nay mới đến nghĩa trang thành phố ở bên nước ngoài, phong tục tập quán họ, chết đây, đấy, ai kìa. À, đây có cái là ban bộ này thấy nhưng mà kia tuyết thì lại là phủ. Tuyết thủ, đúng rồi. Phủ đây. Mà này còn nhìn rõ nhỉ, chữ, nhưng mà kia tuyết. Đây, đây, đây. Đấy, thông cảm nhá. Ôi, thông cảm. Đây. Đây. Đây có ông các ông bà nó ra sân chơi mới. Cuối. Để chúng em đông xuống chơi. Đúng rồi. Chúng em sắp sửa phải Việt Nam rồi, chỉ còn 2 3 tuần nữa thôi. 2 tuần, 3 tuần chắc là 3 đấy quá ông bà đứng lại. Đúng rồi. Đứng đứng ngọ ngọ mà. Ông mất ngày 12 tháng 5 2006. Ủa nhanh thế là đã gần 20 năm rồi. Quên rồi. Ông có cái giấy đấy. Có. Vâng vâng. Có giấy đây. Chả mang gì cái để có cái bàn ở đây nữa. Thế là đi luôn. Đây giấy sạch đây ạ. Có giấy đây rồi. Đi đông đông nhưng mà hôm nay các ông các con nó vội quá. Trước thì các ông bà cũng đã đến rồi. Đấy, thế rồi. À. Ông đủ với lại cháu đông. Chúng em lên lần đầu, hôm nay chúng em lên lần này thứ hai rồi. Để mà báo cáo với ông là chúng em là chuẩn bị về Việt Nam. Đấy. Ông phố hộ độ trì chúng em đi nơi về chôn, có người dẫn đường. 9 người lên 10, phố hộ độ trì đâu. Có người dẫn đường. Đi bao nhiêu âm nhỉ? Ông nhớ là hôm nay bao nhiêu âm nhỉ? Ông xem quên cả Việt Nam. Quên. Chắc hôm nay gần mùng 1 hay là gần hết tháng rồi. Bây giờ lại không có mạng gì hết. Đông xong thì cháu có thì dưa. Hôm nay chắc là gần cuối tháng. Về lại để đây ông ở đây mất đấy. iPhone 14 đấy. Còn tiếng đấy.
26 bà. 26 tháng 6. 26 tháng 6. Hôm nay là 12. Hôm nay là mùng 6. Hôm nay 26 tháng 6 hả? 26 tháng 6 mà. Âm là ngày 12 tháng dư 8 dương. Hôm nay chúng em nhất tâm nhất thiết ra đây để cung thỉnh ông phù hộ độ trì cho đoàn chúng em đi nơi về chốn. Và sự lưu ý ông phù hộ độ trì cho các con cơ cháu bên này. Cho chúng ông phù hộ ăn chỉ cho vợ chồng ở đồng nhá. Đang làm ăn tuần tới đấy, năm nay cũng còn mua được hai nhà rồi đấy ông ạ. Ông cầm thôi, tôi vái đây, đây. Ông đứng ở đây thì nhìn thấy. Đấy đúng rồi, đấy nha. Việt Nam sang đây hôm nay mới có dịp tới thăm phần mộ của bác anh em mình đó. Mấy chục năm nhưng mà hôm nay em mới đến thắp hương cho ba. Vậy thì bác thông khung thắp hương phù hộ độ trì cho đại gia đình các con cháu ở Cộng hòa Séc làm ăn và phù hộ cho chúng em đi sang đây du lịch Việt Nam đi nơi về chốn không nhiều may mắn. Thì có gì thì bác lượng thứ cho chúng em vì xa xôi cách trở nên lúc mắt mất chúng em không đến được, thì hôm nay chúng em đến để thắp nhang rồi chỉ còn 3 tuần nữa là chúng em lại về Việt Nam. Mong bác ở đây nơi yên chín suối ngầm thu được đi mây về gió và luôn luôn hộ cho gia đình bác út cũng như các cháu và gia đình cháu đông ở Cô Lô. Xin bác niệm chú giọng phù hộ cho chỗ ô nữa chứ không phải nó tính có một ô thôi mình. Nhưng mà thôi thì tắt rồi. Đấy. Đấy. Cái bông hoa này mới làm. Thế khu vực này mỗi bác quay là người Việt Nam, còn có ai người Việt Nam ở đây? Có chắc bố với nhà cái ông lấy vợ Tây. À, đấy đấy. À. Còn có người Việt Nam là ở đông đoạn kia. À, thế cũng có nhỉ? Đi thẳng đây ra. Rồi, thế là cũng có. Góc chỗ này đúng rồi. Góc chỗ này đây. Đến đi vào. Mọi khi nên vẫn ra chỗ ông. Ông nó bán cùng hàng. À. Ông thì đúng Hùng đúng không? Vâng. Ông biết ạ. À. Ông có đưa đây hôm bà được 6 ông, 6 người cả. Đấy. 6 bà. Vâng. Chỗ đấy là có 3 người. Đấy, tí thôi. Đây cửa chính lên kìa. Vâng. 3 người, Việt Nam liền chỗ này. Vì là
Đấy. Hắn là toàn bức tường, phần mộ các bức tường. Đông có máy điện thoại chụp cho hoa mấy kiểu này. Chụp cho ông quay cho mờ được. Không, chụp ảnh nó lại khác. Chụp ảnh để khác, còn quay thì chụp kiểu nó chụp nên phần ấy không có gì hay là chụp cả ông chụp thôi. Đứng sát vào đây để lấy mỗi cái hình này đây nhìn ra cho cháu ơi cho bà đấy thế nhìn ra cháu điện thoại ông Thắng đâu tôi đây đấy chụp đi vào trong kiểu để tay hết này đông chụp xong đỡ phải chuyển đúng không? À, bạn cứ dần dần một miếng. Đấy, chỉ chừa mỗi. Rồi. Chỗ ông có ghế ngồi. Đây cái vẻ nắng. Đúng vẹt nắng. Đúng vẹt nắng. Đông ạ. Đây cái vẹt nắng rồi. Chụp lại đi. Ờ. Thế chỉnh nhé. Đúng hình này để cho nó lấy cả người thì lấy cái vẹt nắng. Một là cho đứng xa ra kia. Đứng xa ra kia được. Lấy xa ra đây. Nó đúng vẹt nắng. Đứng là xa kia thì không vẹt nắng. Không. Đứng hẳn xa. Đây. Hết nắng rồi. Cháu đứng ở góc này này. Đứng ở sâu trong được không? Đấy là. Cháu đứng ở sâu trong tâm kìa. Cháu đứng ở tầng sâu trong trong hồ như vậy. Đấy. Zoom ra. Đúng rồi, nay đấy. Nó ngược sáng nó bóng không rõ. Nó phải có cái vẹt đi theo như cầu vồng này. Đấy, đấy. Vẹt đúng cầu vồng.
cành cây không. Hôm nay à đằng đấy là đúng nắng chiều. Ừ, đây. Đấy. Đó, theo bức tường. Đấy. Sáu hai mà cũng mất 2006 dãy này hay à 2006 nhiều chưa về. Người ta còn chỉ khác tiếng nói thôi mẹ. Vâng. Người ta quấn hết vào, hở mạnh, xong rồi đặt trên bụng mẹ. Ta những di ảnh của người Tây. Cháu đi. Cô bình tĩnh. Chào ông nha. Ông ở lại nhá, chúng em đi về đây. Xong ông mà nhỏ lại với ông nhá, hai ông cháu. À, thế là chào ông nhá, chào bác nhá, chào nhau về nhá.